Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh. Hôm nay Kim Anh sẽ chia sẻ về vấn đề của cái cặp vợ chồng này cho tất cả mọi người mình tham khảo. Những bạn nào mà vào xem clip của Kim Anh đó, thì nhớ vào đăng ký kênh ủng hộ cho Kim Anh ha, và chia sẻ cho Kim Anh một lượt để kênh của Kim Anh càng ngày càng được mở rộng hơn, thì Kim Anh có thể xem cho được nhiều người hơn nha. Nói về cái vẻ bài hôm nay của cặp vợ chồng này thì người chồng sinh năm 86, người vợ sinh năm 91. Thì nói về hai vợ chồng á, mà người chồng sinh năm 86 này á, thì đứng vào cái mạng là mạng hỏa, cho nên nói về trong cái cuộc sống á, thì người này có bản tính là trung trực, ngay thẳng, hiền, đạo đức, phúc hậu, tốt. Nhưng mà bản tính người này có cái là nóng nảy, nóng tính, và có cái nữa là tự ái. Mà tự ái có thể là tự ái, khi mà tự ái lên rồi là buông bỏ, bất cần, công danh chẳng thiết mà sự nghiệp cũng chẳng cần, nhưng mà trong vòng 5-10 phút là sẽ hết ha. Còn nói về người vợ này thì bản tính hiền, nhưng mà có một cái là ngang, là bướng, cho nên giữa hai vợ chồng nó cần phải có cái sự nhường nhịn để mình bảo vệ con đường hạnh phúc của mình nó được tốt hơn. Hai vợ chồng mà sinh đứa con tuổi Đinh Dậu này ra, thì bé Đinh Dậu này đúng ra trên con đường tương lai của bé có thể nói là ăn trên ngồi trước, có mạng lãnh đạo rất là đẹp. Nhưng mà bé này thì cũng nằm vào cái mạng hỏa luôn, cho nên so với ba thì nó có cái sự tương khắc, không có được sự tương sanh nhiều. Tuy vậy hiện tại gia đạo bây giờ là có hai hỏa và một cái thổ, thì để cho gia đạo mình có được cái sự tương sanh tốt thì trong gia đạo mình cần phải nuôi thêm mộc để mình lấy cái sự tương sanh trong gia đạo, để công việc làm ăn của mình nó thuận lợi, vợ chồng của mình nó hòa thuận, con cái của mình nó được bình yên. Đúng, trên con đường hôn nhân hạnh phúc hiện tại bây giờ của bạn nam này thì cho thấy bạn này đang nóng nảy. Bạn đang nóng nảy tự ái một vấn đề gì trên con đường hạnh phúc thì nhắc bạn cần phải hạ bớt cái sự nóng nảy của mình xuống để mình bảo vệ con đường hạnh phúc của mình được tốt hơn. Chứ nếu như mà trên con đường hôn nhân hạnh phúc mình mà không bớt được cái sự tự ái cũng như là cái sự giận hờn gì á, đem đến cái sự nóng nảy của mình trên con đường hạnh phúc thì dễ dẫn đến vấn đề là ly thân ly hôn, ảnh hưởng tới vấn đề hạnh phúc của mình. Cẩn thận nhất là trong cái tháng 4 hay là trong cái tháng 7. Nếu như trong hai tháng này giữa hai vợ chồng mình có cái sự xung đột hoặc giận hờn nhau, cãi vã nhau á, thì cần phải có sự nhường nhịn để mình bảo vệ con đường hạnh phúc của mình. Cơ hội niềm tin gì trên con đường hạnh phúc, đúng ra cảnh gia đạo ở đây thì cho thấy là ơn trên rất là hoan hỷ. Nhưng mà cảnh gia đạo mình để đạt được hai chữ hạnh thông thì nhắc hai vợ chồng mình cần phải có sự nhường nhịn nhiều. Đồng thời trên con đường gia đạo thì hy vọng là cảnh gia đạo ở đây sẽ có tài có lộc ở xa. Cho nên trên con đường gia đạo hai vợ chồng mình mà đang trông chờ hy vọng tiền tài vật chất gì ở xa thì cho thấy cơ hội tài lộc đến với mình rất là tốt và đem đến cho vợ chồng mình được hai chữ hạnh thông. Tuy vậy thì nói về trên con đường gia đạo, đúng ra trong 9 năm qua trên con đường gia đạo hai vợ chồng đang sống ở đây, thứ nhất là có tiếng nhiều hơn là có miếng. Như là giống kiểu là từ ngoài nhìn vào thì cho thấy gia đạo của mình khang trang thịnh vượng này nọ, nhưng mà thực chất là cái tiếng nó nhiều. Thì hy vọng gì trên con đường gia đạo ở đây thì nhắc cảnh gia đạo của bạn, thứ nhất là được cửu quyền gia hộ rất là tốt. Thứ hai nói về cảnh gia đạo năm nay có cái sự thay đổi, như là mình có ý định mua bán nhà cửa, thay đổi, sửa sang một vấn đề gì trên con đường gia đạo thì cơ hội đến với mình là đẹp. Đồng thời trên con đường gia đạo là được cửu quyền gia hộ rất là đẹp. Nhưng mà nói về người trong gia đạo thì tâm trạng nóng nảy nhiều, cho nên nói về trong gia đạo hiện tại bây giờ là phía phần sau ngôi gia ở đây cho thấy có hai phần vong giới sĩ người ta ngự ở sau ngôi gia, cho nên để gia đạo của mình bớt đi cái sự nóng nảy, để cho cái phần âm không tác động vào con đường gia đạo của mình nhiều, để cho gia đạo của mình không bị tai tiếng thị phi, nhiều khi chuyện ở ngoài lôi vào trong gia đạo, chuyện nhỏ hóa thành chuyện to. Thì ở đây cảnh gia đạo ở đây nhắc hai vợ chồng cần quan tâm lo lắng phần các vong chiến sĩ phần sau ngôi gia của mình. Tốt quá thì nên gửi cho người ta được cơm no áo ấm, cũng như là gửi người ta đi tu đi học được thì hay thì tốt hơn, để gia đạo của mình hòa thuận êm ấm hơn. Riêng về trên con đường công danh sự nghiệp, đường công danh sự nghiệp ở đây thì hiện tại bây giờ nói về đường công danh sự nghiệp cho thấy tâm trạng của bạn là đang nóng, đang đơn chiếc, như là mình lo toan, mình gánh vác nhiều. Nói về bạn thì có thể nói nặng gánh gia đình. Ước mơ hy vọng gì trên con đường sự nghiệp của bạn thì nhắc bạn, nói chung là trên con đường sự nghiệp của mình á, cho thấy tâm trạng của mình buồn nhiều hơn vui. Thì hy vọng trên con đường tài lộc, công danh sự nghiệp của mình, những ước mơ, niềm tin, hy vọng gì thì nhắc bạn cần phải giữ vững lập trường, có ý chí, đừng có nản chí một cái vấn đề gì, thì cơ hội tài lộc sẽ đem đến cho mình được cơ hội tài lộc tốt.
Tài lộc có thể đến với bạn, có thể một là tháng 8, hai là tháng 10, bạn sẽ có tài có lộc bất ngờ. Tuy vậy thì trên con đường tài lộc nhắc bạn, nếu như trong cái tháng 7 có cái sự vay mượn hoặc rủ rê hùng hạp làm ăn bắt tay từ một cặp vợ chồng nào, tốt nhất hai vợ chồng mình cần phải né tránh hoặc là cần phải đề phòng, cẩn thận hao tài thất lộc, hoặc là có ý định đi đâu xa không nên chọn tháng 7 làm đích. Cũng như là trên con đường tài lộc của mình năm nay, nếu như có mở ý định mở mang làm ăn một vấn đề gì không nên chọn tháng 7 thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn. Thứ hai nữa, nói về vấn đề tài lộc, hỏi bạn trong cái thời gian 5 năm qua trên con đường tài lộc của bạn, bạn có hứa hẹn một cái vấn đề gì về phần tâm linh mà bạn chưa thực hiện, thì mặt này nhắc bạn cần cố gắng quan tâm thực hiện. Để cái lời hứa của mình thực hiện được rồi thì con đường công danh tài lộc của mình nó sẽ đem đến cho mình cái sự thuận lợi. Nói về vợ bạn á, thì người này bạn tính hiền nhưng mà bạn tính ngang bướng. Đúng ra trên con đường sự nghiệp của người vợ thì cho thấy đúng ra là phải có số đi xa ly hương, hoặc là đi đây đi đó ly hương xuất cảnh làm ăn, nếu như có ước mơ là sẽ có được cơ hội và có được sự thành công đẹp. Nhưng đường đi nước bước của vợ bạn thì nhắc vợ bạn năm nay cẩn thận trong cái tháng 3 cũng như trong cái tháng 6 để phòng tai tiếng thị phi. Nói về vợ mình thì cho thấy là có cái sự hào hoa rất là tốt, cho nên trong đường đi nước bước nhắc cẩn thận đường đi nước bước trên phương tiện xã giao ngoại giao với phái nam đàn ông con trai để mình bảo vệ cái danh dự của mình, tránh đi cái sự tai tiếng thị phi đến với bản thân trên con đường bổn mạng cũng như trên con đường hạnh phúc của mình. Còn nói về trên con đường hạnh phúc của hai vợ chồng, thí dụ như có cái lời thị phi, có ai nói ra nói vào vì gì về vấn đề chồng vợ con cái của mình, thì mặt này nhắc hai vợ chồng mình không nên để cho cái tai tiếng đem đến cái sự cô đơn hoặc đem đến cho gia đạo mình cái sự phai nhạt. Đồng thời trên con đường gia đạo của bạn năm nay tốt nhất trong hai cái tháng 4 và tháng 7 thì không nên chứa chấp phụ nữ, cũng như là bạn sẽ có cơ hội gặp lại cố nhân của mình trên con đường hạnh phúc rất là tốt. Nói về trên con đường bổn mạng, thì trên con đường bổn mạng của bạn hiện tại bây giờ nói về bạn nhờ vào đức của ba rất là tốt. Thứ hai nữa, đức bà nội cũng dày, cho nên nói về trên con đường bổn mạng của bạn năm nay, nếu như trên con đường đi nước bước của bạn thì cho thấy cơ hội đến với bạn đẹp, âm phò dương trợ rất là tốt. Dù vậy thì nhắc bạn năm nay trên con đường bổn mạng của bạn cũng như trên con đường công danh tài lộc của bạn có ý định mở mang làm ăn một vấn đề gì thì nhắc bạn không nên. Năm nay nói về bạn cơ hội có, tài lộc có đi nữa thì nhắc bạn cũng cứ từ từ thủng thẳng nhặt hoa rơi, không vội vàng nóng nảy, chỉ cầu cho được bình an sức khỏe thì là tốt. Còn nói về vợ bạn năm nay thì cho thấy cơ hội đến, có thể nói là từ tháng 2 đi lên là đã có cơ hội, nhưng mà để cho con đường tài lộc sự nghiệp vững vàng thì phải bước vào qua năm Mão. Từ năm Mão đi lên rồi là cơ hội đến với vợ bạn sẽ có cơ hội tốt đẹp hơn. Đó là nói về cái vẻ bài của bạn trên con đường công danh sự nghiệp cũng như trên con đường hôn nhân hạnh phúc của mình. Thì qua cái vẻ bài này thì Kim Anh cũng đã chia sẻ về các vấn đề như công việc làm ăn, đường đi nước bước của mình cũng như vấn đề hôn nhân hạnh phúc của mình trên con đường đời trong năm 2022 này. Mọi người vào xem mà có thắc mắc một vấn đề gì hoặc là có nhu cầu về vấn đề của bản thân mình thì mọi người cứ vào trong Zalo kết bạn ha, gửi thông tin vào trong Zalo thì Kim Anh sẽ giải đáp cho tất cả mọi người mình về cái vấn đề mình cần thắc mắc. Clip hôm nay thì Kim Anh xin tạm dừng ở đây ha, và hẹn gặp lại mọi người mình trong những clip sau.